Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn món xôi ngũ sắc. Có màu tím của lá cẩm nè, màu xanh của lá dứa, màu đỏ của dền và màu vàng của nghệ nha. Mời các bạn vô bếp chung với mình nè. Cái nguyên liệu mà làm cái xôi ngũ sắc nè các bạn thì bao gồm có 500g nếp, gần 300ml nước lá cẩm. Mình nấu khoảng 50g lá cẩm cho 300ml nước thì nó sẽ ra được là gần 300ml nước lá cẩm. Một ít dừa sợi nha các bạn, để ăn rất sâu khi mình nấu xong á. 300ml nước cốt dừa, một ít lá dứa, một ít củ nghệ, một ít muối và một ít củ dền này nè, để mình lấy màu đỏ. Còn lá dứa mình lấy màu xanh, củ nghệ thì lấy màu vàng, còn lá cẩm thì mình lấy để làm màu tím đó các bạn. Đầu tiên là mình đi vo nếp nha các bạn. Rồi sau đó mình trộn muối vô nè. Cái nếp này mình đã vo rồi nè. Mình trộn muối vô. Cái này mình vo xong mình ngâm được 2 tiếng rồi nha các bạn. Mình xin lỗi mình nói nhầm. Sau đó mình ngâm được 2 tiếng thì mình trộn muối vô vậy nè. Trộn thêm cũng được. Tại vì lát nữa mình sẽ ngâm với màu, ngâm khoảng 6 tiếng với màu nữa. Thì trong cái lúc mà mình ngâm nếp á thì mình đi làm màu nha các bạn. Thì màu sau khi mình ngâm được 2 tiếng thì màu đã làm xong rồi. Bây giờ mình chuẩn bị là chia ra để ngâm màu nè. Mình chia làm 5 phần, tương đương với mỗi phần là 100g á. Rồi, sau khi mà mình xay lấy màu cho mấy cái các loại này nè các bạn. Củ dền thì mình xay nhỏ ra thì mình được cái màu hồng vậy nè. Thì mình ngâm nếp vô nha. Mình ngâm nếp vô nè. Rồi lá dứa nè. Lá dứa mình xay được màu xanh này đẹp lắm các bạn. Rồi ngâm nếp vô cho cái màu xanh này nè. Mình chia nếp ra. Còn củ nghệ thì mình xay nhỏ nó ra được cái màu cam này nè các bạn. Màu mà luộc nó sẽ thành màu vàng đó. Nếu bạn nào có bột nghệ thì xài bột nghệ thôi nha. Tại vì nhà mình á, mình quên mua cái bột nghệ cho nên là mình lấy củ nghệ tươi mình sử dụng đó. Còn màu trắng nè, là mình để nguyên màu trắng nha. Rồi giờ mình cho nước cốt dừa vô nha các bạn. Trong lúc mình ngâm thì mình cho thêm nước cốt dừa vô. Rồi mình cho sẽ là mỗi bên sẽ là 2 muỗng nước cốt dừa. Để mình cho xôi của mình nó béo, nó ngậy hơn á, thì mình cho thêm nước cốt dừa trong lúc mình ngâm hạt đó. Mình cho 2 muỗng canh nè. Nước cốt dừa. Nếu mà bạn nào muốn béo hơn nữa thì cho thêm nước cốt dừa vô nha. Dư thì mình cho 3 muỗng luôn. Rồi. Mình ngâm như thế này là mình ngâm khoảng 6 tiếng nha các bạn. Lưu ý là những cái màu thì mình xay ra từng loại nha. Rồi mình đảo lên. Màu rất là đẹp luôn các bạn. Nó ngấm nè. Mình để khoảng 6 tiếng, mình muốn màu đẹp hơn nữa thì mình cho cái màu này là mình cho ngâm lâu một tí thì nó sẽ ra màu đẹp hơn. Sau khi mà mình ngâm xong đó các bạn thì mình thu hoạch được chuyện này nè. Mình thu hoạch được màu nè. Nếu mà muốn giữ màu lâu là mình cho vô một muỗng cà phê rượu nếp nha các bạn. Thì cái nếp của mình, cái xôi mình nó sẽ thơm hơn và nó lên màu đẹp hơn, giữ màu được lâu hơn. Thì mình chuẩn bị hấp thì mình chuẩn bị cái nồi hấp nè. Cái nồi hấp thì nó phải là cái nồi mình bắt lên nước sôi trước nha. Mình bỏ vô một ít lá dứa cho nó thơm. Rồi sau đó mình mới cho xôi vô. Trước khi mình hấp thì thay vì mình trộn dầu ăn thì mình trộn thêm một ít nước cốt dừa lên nha các bạn. Hồi nãy mình quên nói các bạn là chừa một ít lại nước cốt dừa lại để mình trộn á. Mình trộn khoảng một muỗng canh nước cốt dừa á, cho mỗi chén màu nè. Thì cái xôi của mình lên nó bóng, nó đẹp mà nó thơm hơn. Rồi giờ mình bắt đầu cho vô hấp nha các bạn. Thank you.
mình đổ cách ra vậy nè các bạn, mà cách cái thành nồi ra nha các bạn, tại mình sợ nó nhỏ nước xuống. Để tí màu xanh này lát mình châm màu vô cho nó có màu nha. Màu trắng này các bạn. Mình hấp khoảng 15 phút là mình mở nắp ra nha các bạn. Mà lúc nhớ mở thì mở nghiêng ra đừng cho nước nó nhỏ vô nồi nha. Rồi, chúng ta bắt đầu hấp thôi. Rồi, sau khi xôi mình hấp được 15 phút thì mình mở nắp ra nha các bạn. Mình cho nó rõ nhất. Này. Nhìn nè, màu đẹp quá trời luôn á. Bạn nào mà thích ăn ngọt á thì mình cho khoảng 100g đường á, mình quậy chung với nước cốt dừa nha các bạn. Rồi giờ mình châm lên sôi nè. Còn nếu mà không thích ăn ngọt thì thôi mình chỉ châm nước cốt dừa lên cho nó sôi nó khỏi khô thôi. Mình chế nó vô vậy nè các bạn. Cho sôi mình nó thấm ngon. Phải khô nữa. Rồi. Sau khi mà mình cho nước dừa với nước đường vô đây thì mình xoáy nhẹ nhẹ lên nha các bạn. Coi chừng mà nó dính lên cái bên cạnh á. Xới cho nó đều nè. Thế vậy xôi nó chín đều thôi nha các bạn. Mà nó thấm gia vị nữa. Nó thấm cái nước đường với nước dừa hồi nãy mà mình mới nó cho vô đó.
cái xôi mà nằm ở bề mặt thì nó hơi khô hơn mấy cái ở trong á, tại cái ở dưới này thường thường là nó được ẩm hơn, nó trực, nó tiếp xúc trực tiếp với lại dưới đáy nồi mà nước hơi nước nó lên đó. Nên là mình đảo đều nó lên thì nó mới chín đều được. Nó lên không có được đẹp, chắc do mình xay củ dền nhiều quá. Rồi sau khi mà mình đảo đều lên về, mình đóng nắp lại nha các bạn, mình hấp tiếp 15 phút nữa mới chín nha các bạn. Rồi đã xong 15 phút trôi qua rồi nha các bạn, giờ mình mở xôi ra coi xôi chín chưa nha. Wow, thơm quá các bạn ơi, thơm quá trời luôn á. Rồi mình tắt bếp nha các bạn, mình tắt bếp nè. Rồi giờ mình chuẩn bị bớt xôi ra thử nè, xôi chín chưa nha. Wow, xôi chín dẻo đều thơm ngon quá các bạn. Giờ mình múc xôi ra dĩa nha, màu vàng nè. Thơm quá, xôi chín đều thơm ngon lắm nha các bạn. Màu của nếp cẩm nè. Màu củ dền của mình chắc là bị thất bại cái màu củ dền này, không biết sao nó chuyển qua màu đen gì nữa các bạn. Chắc cho do mình ngâm cái củ dền lâu quá rồi, mình ngâm nhiều củ dền quá nên cái màu nó ra nó hơi đen. Tới màu trắng nha. Rồi, sơn ngũ sắc của mình đã xong rồi nè các bạn. Giờ mình rắc dừa vô nha. À, giống như hoa năm cánh vậy đó. Giờ mình chuẩn bị rắc dừa vô nè. Dừa vô nha. À, để mình ăn thử nha các bạn. Để mình thử một miếng cho ngon luôn. Mình thử lá dứa nè. Ngọt béo,
thơm ngon. Ngon lắm các bạn ơi. Rồi, mình đã nấu xong cái món xôi ngũ sắc rồi. Chúc các bạn thành công nha.